Chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận thời sự tối thứ bảy ngày 10 tháng 4 năm 2021. Việt Thành xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, như quý vị đã biết, sau đại hội 13, một cái bàn lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ cai quản đất nước trong cái giai đoạn 2021-2026. Đó là các cái nhân vật được cho là vừa lòng Bắc Kinh, thậm chí người ta khẳng định bàn tay lông lá của Bắc Kinh đã can thiệp vào nhân sự lãnh đạo của một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là các nước hậu cộng sản. Và trong những cái bài nói chuyện gần đây, chúng tôi đã chỉ ra để quý vị thấy bàn lãnh đạo Bắc Kinh đã can thiệp vào chính trường của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Thậm chí người ta đã đưa người tránh văn phòng của Thủ tướng là một cái nhân vật bạn học của Tập Cận Bình thời thơ ấu. Thưa quý vị, bàn lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam cũng vậy, không khác gì. Và một cái bằng chứng liên quan tới cái việc mà lâu nay KTV vẫn phân tích với quý vị, đó là bàn lãnh đạo Trung Quốc luôn luôn tìm cách gây trở ngại cũng như khó khăn trong cái vấn đề đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam, và coi đó là một cái miếng mồi trong cái bẫy chuột với cái ý đồ đưa Việt Nam nói riêng và các cái quốc gia trong khu vực Đông Nam Á sẽ rời vào một cái hoạt động BRI, đó là cái kế hoạch vành đai và con đường. Và chắc chắn đặc khu vực đồn đó là bước tiếp của cái chương trình này tại khu vực hải ngoại. Và đặc khu vực đồn đó là một cái điểm dừng chân đầu tiên. Thưa quý vị, tuy nhiên chúng tôi cũng đã nói với quý vị rằng đối với cái vấn đề đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam, đặc biệt sau đại hội 13, với một cái bàn lãnh đạo hành pháp đó là ông Phạm Minh Chính, thì chắc chắn Việt Nam phải hết sức thận trọng. Nếu không, Việt Nam sẽ mắc vào cái bẫy nợ đối với các cái chương trình đầu tư của nhà đầu tư Trung Quốc. Và cái bài học đường sắt Cát Linh Hà Đông là một cái ví dụ điển hình. Và một cái điều đặc biệt, thưa quý vị, ngày hôm qua tại cái hội nghị trực tuyến sơ kết công tác an toàn giao thông với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia diễn ra tại Hà Nội, thì Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trong cái cương vị Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã có những cái hối thúc yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phải sớm vận hành tuyến đường sắt Cát Linh và Hà Đông với cái mục tiêu để giải tỏa ùn tắc giao thông tại Hà Nội. Mà theo Phó Thủ tướng thường trực ông Trương Hòa Bình khẳng định đó là một cái vấn đề hết sức nhức nhối, thậm chí là nghiêm trọng. Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã hứa với Phó Thủ tướng thường trực ông Trương Hòa Bình là 20 ngày nữa, tức là đường sắt Cát Linh Hà Đông sẽ được đưa vào vận hành khai thác thương mại trước ngày 30 tháng 4. Và trước đó, thưa quý vị, đã nhiều lần hẹn đi hẹn lại, hẹn lần hẹn lữa sau cái chương trình đầu tư đường sắt Cát Linh Hà Đông đã kéo dài hơn 13 năm. Đây là một cái dự án chính thức đưa vào trong cái chương trình đầu tư của nhà đầu tư Trung Quốc từ năm 2008, có nghĩa là nó trải qua 3 nhiệm kỳ đại hội đảng, kể cả nhiệm kỳ của Tổng Bí thư ông Nông Đức Mạnh và 2 nhiệm kỳ của ông Nguyễn Phú Trọng. Đều biết trước yêu cầu của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết Bộ Giao thông đã thống nhất với lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ bàn giao dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông trong tháng 4 này, và trước ngày 30 tháng 4 sẽ chính thức đưa vào vận hành thương mại. Thưa quý vị, những cái lời hứa của Nguyễn Văn Thể không phải chỉ là lần đầu, mà rất nhiều lần, kể cả ngày 7 tháng 4, đó là vì ngày làm việc cuối cùng của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, thì ông Trịnh Đình Dũng cũng đã từng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải cũng như thành phố Hà Nội phải khẩn trương hoàn thành các cái thủ tục để sớm đưa công trình đường sắt Cát Linh Hà Đông vào khai thác. Nhưng thưa quý vị, người ta luôn luôn nói đã sẵn sàng, nhưng cái chữ nhưng được giới phân tích đánh giá nó to đùng. Như cái điều mà cái dự án đường sắt Cát Linh đã kéo dài hơn 13 năm nay và nó trở thành một cái con lươn bê tông khổng lồ vắt ngoang qua thủ đô Hà Nội, và nó làm cái cánh cửa nặng nề nhất đối với những cái người lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, mà cả ba nhiệm kỳ bộ trưởng từ đời ông Đinh La Thăng, Trương Quang Nghĩa và Bộ trưởng đương nhiệm ông Nguyễn Văn Thể qua 2 nhiệm kỳ vẫn chưa đưa vào khai thác. Một cái vấn đề đặt ra là ai phải chịu trách nhiệm?
Nhưng mà có một cái vấn đề mà giới phân tích đưa ra, đó là trong ban lãnh đạo Đào sản Việt Nam hiện nay, những người chịu trách nhiệm liên quan tới cái dự án đầu tư đường sắt Cát Linh Hà Đông, người ta sợ không dám chịu trách nhiệm và người ta không dám ký biên bản. Và đó là lý do quan trọng nhất vì sao đường sắt Cát Linh Hà Đông không đưa vào khai thác thương mại được. Thưa quý vị, trên báo Lao Động gần đây, nhà báo Lê Thành Phong đã đặt vấn đề đường sắt Cát Linh Hà Đông, các ông hãy nói thẳng cho dân biết khi nào chạy, đừng có lôi thôi nữa. Nhưng mà rõ ràng không ai dám nói thẳng, ai không lôi thôi thì quá khó để gọi tên. Thưa quý vị, đến nay ông Vương Đình Huệ trong cương vị bí thư Hà Nội đã nắm giữ chức vụ mới, đó là Chủ tịch Quốc hội. Như vậy bộ máy lãnh đạo Hà Nội nhiệm kỳ Quốc hội khóa mới thì sẽ có những cái người lãnh đạo mới, và có lẽ cái mới mà người dân Hà Nội đang chờ, chúng tôi xin khẳng định nó là một cái vấn đề rất cũ, nó đã kéo dài và tồn tại 13 năm nay. Đó là đòi hỏi của người dân thủ đô yêu cầu phải dứt điểm tuyến đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông. Và nhiều quý vị đã biết, cái tuyến Cát Linh Hà Đông dài khoảng 14 cây số. Nếu mà đi cả tuyến thì chỉ mất cái thời gian khoảng 20 phút. Nhưng rõ ràng một điều đó là quý vị đã thấy cái dự án đầu tư của nhà thầu Trung Quốc, không chỉ cái vấn đề người ta đội vốn gần gấp đôi mà người dân thủ đô đã phải chờ đợi hơn 13 năm. Thế là một cái điều quá đủ, quá sức chịu đựng của người dân. Nhưng mà cho đến nay, người dân thủ đô Hà Nội nói riêng hay người dân ở Việt Nam nói chung, người ta vẫn chưa tin cái lời hứa của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ông Nguyễn Văn Thể. Và người ta thấy đó có lẽ cũng là một cái điều hứa lèo, chưa có sức thuyết phục. Ở đây chúng tôi cũng phải nhắc lại với quý vị, đó là việc Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ông Nguyễn Văn Đồng ngày 31 tháng 3 khi trả lời với báo giới đã khẳng định dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông bắt đầu được kiểm đếm hồ sơ tài sản để bàn giao cho thành phố Hà Nội. Ba bên gồm Tổng thầu Trung Quốc, Bộ Giao thông Vận tải và thành phố Hà Nội sẽ tiến hành kiểm đếm trong cái thời gian dự kiến khoảng 3 đến 4 tuần. Vì vậy, thời điểm bàn giao chính thức phải dời lại sang tháng 5. Điều đó, thưa quý vị, để chúng ta thấy một cái thời gian kiểm đếm tài sản để bàn giao mất khoảng thời gian 3 đến 4 tuần. Do đó, cái lời hứa của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể theo chúng tôi chưa có gì là chắc chắn cả. Thưa quý vị, chúng tôi cũng phải nhắc lại một lần nữa để quý vị rõ, dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông đã phải trình tiến độ cả chục lần, tức là trong 13 năm chậm trễ thì cái dự án này đã hứa lèo rất nhiều lần. Đó là chưa kể đến cái việc kinh phí đầu tư cho dự án này đã bị đội giá thêm tới 250 triệu đô la, và cái tổng mức đầu tư ban đầu là 552 triệu đô la đã vượt lên 891 triệu đô la. Xong, thưa quý vị, có một cái thông tin liên quan tới ông Nguyễn Văn Ngọc, phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội, cho biết đường sắt Cát Linh Hà Đông sẽ chở khách miễn phí 15 ngày đầu khai thác. Theo đó, đường sắt Cát Linh Hà Đông khi đưa vào khai thác thương mại sẽ tạo điều kiện cho người dân Hà Nội làm quen, trải nghiệm tuyến đường sắt này khai thác sẽ hoạt động liên tục trong thời gian từ 5 giờ sáng tới 23 giờ đêm hàng ngày. Vào giờ cao điểm thì cái mật độ chạy tàu cứ khoảng 6 phút thì có một chuyến, với sức chở tối đa 960 người trên một đoàn tàu, và bình thường là 10 phút cho một chuyến. Với giá vé tuyến đường sắt đô thị này bước đầu đưa vào khai thác, theo đơn vị kinh doanh đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã phê duyệt phương án giá vé và chia thành nhiều khung giá khác nhau. Cụ thể, vé tháng có giá trị sử dụng 30 ngày kể từ ngày mua với hai mức, đó là 100.000 đồng trên một tháng. Đó là loại vé dành cho nhóm hành khách thuộc đối tượng ưu tiên theo quy định của thủ đô Hà Nội, và 200.000 đồng một tháng là nhóm hành khách thông thường. Và vé ngày có giá 30.000 đồng cho một vé. Loại vé này không hạn chế số lần sử dụng dịch vụ trong một ngày. Vé lượt tính theo chặng sử dụng nó dao động trong cái khoảng 8.000 tới 15.000 đồng cho một lượt tùy theo chặng đường, trong đó 7.000 đồng
làm cái giá sẽ mở cửa cộng thêm 600 đồng cho mỗi km tiếp theo và 15.000 đồng là giá vé cho toàn tuyến. Điều đó cho thấy dự án Cát Linh vì sao lại bị kéo dài như vậy và ai sẽ phải chịu trách nhiệm. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt, đó là bỗng nhiên Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ông Nguyễn Văn Thể đã thông báo với Phó Thường trực ông Trương Hòa Bình sẽ đưa khai thác vận hành thương mại vào ngày 30 tháng 4 tới đây. Đó là lý do dư luận xã hội cũng như giới phân tích đặt một cái câu hỏi nghi ngờ, đó là phải chăng đó là một cái phần thưởng của Trung Nam Hải đối với ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 với các cái thành phần lãnh đạo cao cấp như quý vị đã biết, đặc biệt là Bộ Tứ là các nhân vật thần Trung Quốc, hay nói một cách rõ ràng hơn, đó là các nhân vật được Trung Quốc sử dụng và đào tạo trong nhiều năm qua. Thưa quý vị, tại sao ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam biết làm đường sắt Cát Linh Hà Đông là xa vào một cái bẫy nợ cũng như một cú lừa của Trung Quốc, và người ta vẫn biết nó là một cái điều hoàn toàn sai, song họ vẫn cố tình làm? Có những ý kiến của ban lãnh đạo Bắc Kinh cho rằng Việt Nam mà cái chúng cái bẫy đầu tư của Trung Quốc thì không cần đánh thì dân Việt Nam cũng chết hết. Tại sao lại có cái vấn đề như vậy? Thưa quý vị, lâu nay thì chúng tôi vẫn nhận được cái ý kiến của một số quý khán thính giả thắc mắc tại sao cái vấn đề được cái dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông đã trên 16 năm mà vẫn tồn tại mà không được đưa vào sử dụng, và liệu cái dự án đó nó có tương tự như các cái dự án đầu tư của Trung Quốc ra nước ngoài rồi đẩy các cái quốc gia khác vào một cái gọi là bẫy nợ, mà một bài học cụ thể là ở Sri Lanka. Những cái thông tin mới nhất cho biết Trung Quốc và nhà nước Sri Lanka đã gia hạn một cái hợp đồng thuê cảng biển kéo dài thêm 190 năm vì Sri Lanka đã sa vào bẫy nợ không có điều kiện để trả tiền. Và nếu như không thanh toán được thì Sri Lanka sẽ mất chủ quyền đối với cái cảng biển đó, tức là phải trao lại cho Trung Quốc khai thác thuộc quyền sở hữu của Trung Quốc. Trở lại cái vấn đề đường sắt Cát Linh Hà Đông, thưa quý vị, đó là một cái dự án đầu tư bất tận, không biết cái thời điểm nào sẽ hoàn thành. Mà cái dự án vừa kể nó bắt đầu từ năm 2008 do tổng thầu Trung Quốc thực hiện, với số vốn ban đầu dự kiến chỉ là 552 triệu đô la Mỹ, trong đó Việt Nam vay của Trung Quốc 400 triệu. Và theo tiến độ thì tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông đã khởi công vào ngày 10 tháng 10 năm 2011 và dự kiến hoàn thành vào tháng 11 năm 2013, tức là chỉ sau 2 năm. Nhưng đó là một điều, đến hôm nay là năm 2021 thì công trình này vẫn chưa hoàn thành và tiếp tục phải giãn tiến độ, không biết đến cuối năm 2022 nào có thể đưa vào khai thác và sử dụng. Thưa quý vị, cái tổng mức đầu tư cho cái dự án đường sắt Hà Đông Cát Linh là khoảng 18.000 tỷ đồng, với một cái thiết kế cho một tuyến đường sắt nội đô dài 13 km, có 12 nhà ga đi trên cao, và cái dự án chính thức vận hành thử liên hoàn hệ thống đã được tiến hành vào tháng 9 năm 2018. Tuy nhiên sau khi kết thúc 6 tháng thử nghiệm và có những kế hoạch cho rằng sẽ đưa vào khai thác thương mại vào khoảng tháng 4 năm 2019, nhưng mà sau nhiều lần hoãn đi hoãn lại thì kế hoạch này đã bị phá sản, và với một lý do rất nhỏ, chỉ có tồn tại 1% khối lượng dự án chưa được hoàn thành bởi hợp đồng giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc làm không chặt chẽ, và phía Trung Quốc đã yêu cầu các cái khối lượng gọi là phát sinh. Đó là chưa kể đến phía Trung Quốc đã nhiều lần yêu cầu phía Việt Nam phải điều chỉnh vốn đầu tư cho cái công trình này. Một cái điều chúng ta cần phải nói với quý vị là dự án Cát Linh Hà Đông được đầu tư bằng một cái vốn vay ODA của Trung Quốc theo một cái hiệp định khung ký ngày 30 tháng 5 năm 2008 giữa chính phủ Việt Nam và Trung Quốc, thực hiện theo cái hình thức hợp đồng EPC và với các cái điều kiện
dựa trên cái thể thức hợp đồng EPC, thì cái hiệp định khung ký ngày 30 tháng 5 đã cho phép Trung Quốc là cái đối tác tài trợ vốn, có quyền chỉ định tổng thầu. Để thực hiện cái dự án này thì Trung Quốc đã cử một cái nhà thầu, đó là công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn cục đường sắt số 6 của Trung Cộng. Và cái công trình này được giao cho một cái tổ chức tư vấn giám sát cũng của Trung Quốc, đó là công ty trách nhiệm hữu hạn giám sát xây dựng viện nghiên cứu thiết kế công trình đường sắt của Bắc Kinh. Nhưng mà một cái điều thưa quý vị rất nguy hiểm, đó là dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông đã bị đội vốn lên tới 868 triệu đô la Mỹ, trong số đó có vốn vay từ Trung Quốc bổ sung là 670 triệu đô la Mỹ. Một cái điều nghiêm trọng hơn đó là cũng vì cái việc chậm tiến độ rồi hàng loạt những cái gọi là thay đổi thiết kế, và tổng mức đầu tư của dự án đã tăng từ 8.770 tỷ, tức là ban đầu là khoảng 553 triệu đô la, tăng vọt lên thành 18.000 tỷ đồng Việt Nam, tức tương đương với 868 triệu đô la vào năm 2019. Nhưng mà nó cũng chưa phải là tổng số vốn đầu tư toàn bộ hoàn chỉnh, mà một cái điều nghiêm trọng đó là số tiền đầu tư tăng thêm tới 9.231 tỷ đồng mà chủ đầu tư phía Việt Nam đã không báo cáo với Thủ tướng. Và rõ ràng cái số vốn đội tăng thêm 9.231 tỷ đồng, nó tăng lên trên 205%. Đó là các cái kết luận của cơ quan kiểm toán nhà nước. Thưa quý vị, như quý vị đã biết, cái kiểu vốn đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam thì bỏ thầu thì cực kỳ rẻ, đưa ra các cái điều kiện ưu đãi. Nhưng mà trong quá trình thực hiện hợp đồng thì nhà thầu Trung Quốc luôn luôn tìm mọi cách đẻ ra các cái trường hợp phát sinh, rồi những cái vấn đề người ta cho rằng thiếu trong cái thiết kế và dự toán, đó là cơ sở người ta yêu cầu phía đối tác, mà cụ thể ở đây là Việt Nam, phải tăng giá trị đầu tư. Và khi chủ đầu tư đã vào cái tình thế đã rồi, gạo đã nấu thành cơm, thì phía Trung Quốc người ta yêu cầu giá bao nhiêu thì cũng phải thực hiện, nghĩa là phải thanh toán. Nhưng mà có một cái vấn đề đáng lưu ý thưa quý vị, theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh, một cái tiến sĩ kinh tế hàng đầu của Việt Nam hiện nay, cho biết trong quá trình đầu tư vốn vào các cái công trình tại Việt Nam thì nhà thầu Trung Quốc sẵn sàng trả những cái khoản lãi quả bằng tiền mặt lên tới 20%, thậm chí có những công trình người ta đã mạnh tay chi tới 30% cho đối tác. Và đó là lý do tại sao các cái dự án đầu tư của Trung Quốc lại được các cái quan chức của chính phủ Việt Nam hết sức hoan hỉ. Đó là lý do thưa quý vị, sau 10 năm chính thức tiến hành khởi công cái dự án Cát Linh Hà Đông và đã trễ hẹn tới 8 lần trong các năm qua, đặc biệt với cái sự liên tục đội vốn trong dự án, là một cái điều cảnh báo cho Việt Nam trong tương lai. Ở đây thưa quý vị, có một cái vấn đề về chất lượng đường sắt nội đô của Trung Quốc. Thì thưa quý vị, trước hết chúng tôi cần lưu ý với quý vị rằng rất nhiều người, kể cả những cái người nhân danh, những cái nhà phản biện, người ta đã nhầm lẫn giữa cái đường sắt đô thị và đường sắt cao tốc, khi mà người ta cho rằng Việt Nam đầu tư một cái hệ thống đường sắt mà với cái tốc độ bình quân chỉ dưới 40 cây số, thì điều đó có phải là cái sự đầu tư quá đắt đỏ không? Vì người ta lại so sánh với những cái đường sắt cao tốc của Nhật Bản hay của Trung Quốc cũng vậy. Thưa quý vị, đường sắt nội đô là cái phương tiện vận tải đường sắt trong đô thị, và điều đó nó không yêu cầu tốc độ cao như đường sắt cao tốc xuyên quốc gia. Và hai cái lĩnh vực này là hai lĩnh vực đầu tư hoàn toàn khác nhau, dù rằng nó cũng ở dưới cái danh nghĩa đường sắt. Nhưng một cái đường sắt thì hoạt động trong nội đô, tức là trong khu vực đô thị, còn đường sắt cao tốc thì đó là các cái tuyến đường sắt có một cái chiều dài đến hàng nghìn cây số, hoặc chí ít cũng phải vài trăm cây số, và với một cái tốc độ từ 250 tới hơn 300 cây số một giờ. Chúng tôi nhắc lại điều này bởi một số người vẫn nhầm lẫn giữa hai hình thức đường sắt này. Và về chất lượng của đường sắt đô thị cũng như đường sắt cao tốc của Trung Quốc
chúng tôi khẳng định với quý vị chất lượng của đường sắt đô thị Trung Quốc thuộc là hàng đầu của thế giới hiện nay. Thậm chí trong cái lĩnh vực đầu tư đường sắt cao tốc thì chất lượng của đường sắt cao tốc Trung Quốc cũng ngang ngửa với chất lượng đường sắt cao tốc của Nhật Bản. Thậm chí người ta vượt Nhật Bản về vấn đề tốc độ. Một cái dẫn chứng cụ thể là cái đường sắt đô thị. Các quý khán thính giả trước đây có sang thủ đô Bangkok của Thái Lan thì có thấy một cái tuyến đường BTS đầu tiên của Thái Lan, đó là một cái tuyến vận tải đường sắt đô thị. Thì đó cũng là kết quả liên doanh giữa Cộng hòa Liên bang Đức, cụ thể là cái hãng Siemens với cái tập đoàn đường sắt của Trung Quốc xây dựng. Thưa quý vị, về hình thức cũng như vậy, chất lượng đường sắt đô thị của Trung Quốc không kém, chúng tôi xin khẳng định. Và trong cái giai đoạn gần đây thì ở Bangkok bắt đầu đưa vào sử dụng 9 trên 11 tuyến đường sắt đô thị, và trong đó có 3 trên 11 dự án đầu tư có cái sự hợp tác của Trung Quốc đối với Thái Lan. Và đó là những ai sử dụng cái đường sắt đô thị ở Thái Lan thì thấy nó đạt một cái tiêu chuẩn tương đối chấp nhận được, nếu không nói là cao. Thưa quý vị, có cái vấn đề đó là dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông có rất nhiều yếu tố bê bối, thậm chí có những việc tham nhũng đã và đang bị xử lý, và đó là những cái sai phạm hết sức nghiêm trọng và trách nhiệm chưa rõ vì sao mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không xử lý. Và đó là lý do người ta đặt cái câu hỏi phải chăng nó do có yếu tố Trung Quốc nên ông Nguyễn Phú Trọng đã run tay. Và trong cái việc mà ông Nguyễn Phú Trọng xử lý Đinh La Thăng thì cũng có một phần giới phân tích cho rằng ban lãnh đạo Bắc Kinh không hài lòng với thái độ của Đinh La Thăng đối với cái dự án Cát Linh Hà Đông. Thậm chí trong các cái cuộc họp làm việc dưới cương vị Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải khi đó, ông Đinh La Thăng rất được đập bàn chỉ mặt cái công ty đầu tư của Trung Cộng và nói nếu không làm hoàn thành sẽ sẵn sàng hủy hợp đồng. Và đó là một trong những lý do người ta cho rằng dính tới cái sự phản ứng của ban lãnh đạo Bắc Kinh và là một trong những yếu tố mà Đinh La Thăng đã bị xử lý. Thưa quý vị, có một cái vấn đề thứ hai, đó là cái việc hất lần của Trung Quốc trong cái việc bàn giao tuyến đường Cát Linh Hà Đông, dù rằng bây giờ nó chỉ vướng với cái khối lượng công việc chỉ là 1%, tức là nghiệm thu, đánh giá chất lượng và quyết định đưa vào sử dụng. Nhưng mà ban lãnh đạo Trung Quốc vẫn cố tình lần nữa, họ hẹn đi hẹn lại cái việc đưa vào sử dụng tới 8 lần là sẽ đưa vào khai thác vào ngày 31 tháng 3. Nhưng mà cái điều đó nó cũng như 8 lần hứa trước đây và cuối cùng nó không hoàn tất được. Và ngay từ ngày xưa sau năm 1975, cái bài học Trung Quốc đầu tư cái cầu Thăng Long thuở ấy cũng đã lần nữa tương tự. Và cuối cùng Trung Quốc đã rút toàn bộ chuyên gia bỏ lại một cái công trình cầu Thăng Long được cho là một cái cầu lớn nhất bắc qua sông Hồng tại thời điểm đó, bỏ dở. Và cuối cùng nhà đầu tư Liên Xô lại phải bắt đầu hoàn thiện sửa đổi thiết kế và thi công cho đến khi kết thúc. Đó là lý do các nhà đầu tư cũng như giới phân tích kinh tế cho rằng Trung Quốc là một cái con ma, họ hứa, họ nói nhưng không bao giờ họ thực hiện. Và cái cách làm của đó họ, như chúng tôi đã nói với quý vị, đó là họ bỏ thầu giá rẻ rồi sau đó liên tiếp đưa ra những cái đòi hỏi phải sửa đổi các cái hạng mục công trình về mặt thiết kế cũng như thi công. Và đó là lý do vấn đề vốn đầu tư luôn luôn bị đội vốn. Truyền thông nhà nước Việt Nam ngày 23 tháng 2 năm 2021 đã dẫn lời của cái đại diện ban quản lý dự án đường sắt của Bộ Giao thông Vận tải một lần nữa đã khẳng định vào cuối tháng 3 tới đây thì Trung Quốc và Việt Nam sẽ thống nhất bàn giao đường sắt Cát Linh Hà Đông đưa vào vận hành. Và cái điều đó là trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải cần phải bằng mọi giá phải bàn giao đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông cho thành phố Hà Nội và hạn chót là ngày 31 tháng 3. Tuy nhiên thưa quý vị, cái vấn đề chất lượng của cái đường tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông thì Trung Quốc không trao cái hồ sơ hoàn công cũng như các cái hồ sơ về tiêu chuẩn kỹ thuật. Đó là lý do về phía Việt Nam phải thuê các chuyên gia Pháp
thực hiện những cái công việc tư vấn đánh giá chất lượng. Và cho đến nay, phía Pháp, các chuyên gia đã rút về nước. Tuy vậy, họ vẫn đang tiếp tục hoàn thiện những cái báo cáo đánh giá an toàn, tạo điều kiện cho Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước của Việt Nam có thể quyết định có đưa chất lượng của đường sắt Cát Linh Hà Đông như vậy vào nghiệm thu và khai thác hay không. Theo phát biểu mới đây của Tổng Giám đốc Metro Hà Nội, ông Vũ Hồng Trường cho biết, hiện nay Việt Nam và Trung Quốc đang tiến hành các cái bước bàn giao theo cái sự chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Thưa quý vị, cái việc tuyên bố chạy thử cũng như việc đánh giá chất lượng của cái đường sắt Cát Linh Hà Đông về cái yếu tố an toàn đó ràng là một cái vấn đề, còn là một cái bài toán hóc búa. Dù rằng lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải đã nhiều lần luôn luôn tuyên bố đường sắt Cát Linh Hà Đông đã được tiến hành chạy thử và đánh giá cho là an toàn, nhưng mà rõ ràng tại sao đã an toàn mà không đưa vào vận hành để khai thác thương mại? Đó là câu hỏi người ta nghi ngờ, không biết có sự toa rập giữa ban lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải hiện nay đối với nhà thầu Trung Quốc hay không. Và đặc biệt là những thông tin từ lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải luôn luôn tiền đậu bất nhất. Như quý vị đã biết, phát biểu tại cái cuộc họp báo ngày 12 tháng 12 năm 2020, thì Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ông Nguyễn Ngọc Đông đã đánh giá tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông đã được đánh giá an toàn sau khi tiến hành chạy thử. Vậy mà thưa quý vị, tại cái phiên họp báo do Văn phòng Chính phủ tổ chức ngày 2 tháng 2 năm 2021 thì vẫn ông Nguyễn Ngọc Đông lại thông báo với báo giới khi cho rằng hiện nay các cái cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục hoàn thiện cái vấn đề đào tạo cho nhân viên vận hành tuyến đường sắt này về cái mục diễn tập cứu hộ cứu nạn khi xảy ra sự cố. Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải vẫn tiếp tục nghiệm thu các cái hợp phần. Đó, thưa quý vị, tháng 12 năm 2020 thì đánh giá là đã chạy thử và kết luận đưa vào sử dụng được. Thế nhưng mà đến tháng 2 sau 2 tháng thì lại nói một giọng khác khi cho rằng còn phải hoàn thiện về cái vấn đề nhân sự cũng như cái vấn đề cứu hộ cứu nạn khi xảy ra tai nạn. Rồi thậm chí, thưa quý vị, ngày 25 tháng Giêng năm 2021 thì chính Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể khẳng định cái công trình đường sắt Cát Linh Hà Đông sẽ là một cái công trình chào mừng Đại hội Đảng lần thứ 13. Nhưng mà chỉ sau vài ngày thì vẫn theo Nguyễn Văn Thể cho rằng không thể bàn giao theo cam kết. Và một cái điều đáng buồn là không kịp đưa cái tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông vào khai thác để chào mừng Đại hội Đảng. Đó chính là lý do một cái mốc cuối cùng mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phải nhanh chóng hoàn tất và bằng mọi giá phải đưa vào sử dụng vào ngày 31 tháng 3 tới đây. Thưa quý vị, giới phân tích cũng như dư luận xã hội Việt Nam khẳng định cái tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông thực sự đã chứng tỏ nó trở thành một cái công trình thế kỷ, đồng thời nó cũng là một cái vết nhơ của ngành giao thông vận tải Việt Nam. Theo đó, dựa trên cái cơ sở công bố của công ty tư vấn ACT của Pháp, là một cái đơn vị được Việt Nam thuê để kiểm định dự án này, đã đánh giá cho biết dự án đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông không bổ sung đủ hồ sơ quản lý chất lượng, không đủ cơ sở xác định được cái mức độ an toàn của toàn hệ thống, cũng như không đủ điều kiện để cấp chứng nhận an toàn hệ thống theo quy định. Cụ thể, theo nhà thầu tư vấn của Pháp cho biết, các cái thiết bị đã lắp đặt sẵn, Tổng thống Trung Quốc chưa cung cấp được đầy đủ các chứng chỉ cũng như hồ sơ để hoàn tất đánh giá an toàn của hệ thống, cũng như việc Trung Quốc chưa hoàn thành đề cương vận hành chạy thử toàn hệ thống. Và điều đó đã dẫn tới các cái đoàn tàu chạy thử về cả hệ thống thông tin tín hiệu, hệ thống bán vé v.v. vẫn chưa được đồng bộ hóa để làm cơ sở kiểm chứng hoạt động của thiết bị và để có thể đánh giá độ sẵn sàng của hệ thống nhân sự vận hành cũng vậy. Thưa quý vị, những cái kết luận của lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải trước đây, đó là Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông hay Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ông Nguyễn Văn Thể nói là những cái chuyện xa rời với thực tế, và đó là lý do các chuyên gia Pháp cho rằng lãnh đạo
của Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam như những cái người người ta đi trên mây, người ta không hiểu rõ cái thực chất của cái vấn đề đầu tư cũng như hồ sơ hoàn công của cái tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông hiện nay nó đang nằm ở đâu, nó vướng mắc các cái vấn đề gì. Nhưng mà một cái điều nguy hiểm đó là các cái chuyên gia kinh tế khẳng định tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông với sự đầu tư của nhà thầu Trung Quốc đó là một những cái ví dụ điển hình cảnh báo cho chính phủ Việt Nam về một cái gọi là bẫy nợ hợp tác song phương. Thưa quý vị, theo chuyên gia Nguyễn Xuân Thành, một cái giảng viên của Đại học Fulbright Việt Nam đã cho rằng rõ ràng cái dự án đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông đã để lại những cái bài học thấm tía không chỉ về năng lực quản lý dự án, mà một cái điều quan trọng nhất đó là một cái bài học về quản trị nhà nước. Và ở đây, theo tiến sĩ Nguyễn Xuân Thành cho rằng đó là câu chuyện sử dụng vốn vay ODA của Trung Quốc. Theo đó, với việc gần đây tổng thầu EPC trong cái dự án đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông đề nghị phía Việt Nam phải giải ngân thêm một cái khoản tiền 50 triệu đô la nữa thì họ mới chấp nhận vận hành và chạy thử. Đồng thời họ yêu cầu phía Việt Nam phải thanh toán trước khi Trung Quốc bàn giao tuyến đường này. Mà theo chuyên gia Nguyễn Xuân Thành cho rằng đó là một cái điều cực kỳ vô lý. Tại sao lại nói như vậy? Theo chuyên gia Nguyễn Xuân Thành, để xác định được cái đề nghị của Trung Quốc có phù hợp hay không thì người ta phải căn cứ vào cái hợp đồng đã ký kết với tổng thầu EPC của Trung Quốc. Và rõ ràng trong hợp đồng tổng thầu đã quy định rất rõ đó là chủ đầu tư cam kết thanh toán cho nhà thầu trên cơ sở khối lượng thiết kế cũng như việc cung cấp vật tư thiết bị thi công xây lắp hoàn thành tại từng thời điểm. Điều đó có nghĩa là theo tiến sĩ Nguyễn Xuân Thành, dựa theo cái hợp đồng EPC thì tổng thầu cứ hoàn thành xong ở công đoạn nào thì sẽ thanh toán cho chủ đầu tư, thì chủ đầu tư sẽ thanh toán đến đó. Hay nói một cách khác đó là giải ngân xong. Và theo tiến sĩ Nguyễn Xuân Thành, đúng như giải trình của Bộ Giao thông Vận tải, việc cái chủ đầu tư dự án họ đề nghị tăng thêm một cái khối lượng thanh toán là 50 triệu đô la, nó là một cái phần nhà thầu xin thanh toán cho những phần họ đã làm xong, chứ không phải là việc họ đòi thêm như dư luận Việt Nam hiểu nhầm. Nhưng mà tại sao cái vấn đề hiểu nhầm đó nó đã gây ra cái sự bức xúc, dù rằng đó là cái việc dựa trên hợp đồng thì Việt Nam phải có trách nhiệm thanh toán khoản tiền 50 triệu đô la đó. Thì theo tiến sĩ Nguyễn Xuân Thành, bởi thực chất đến giai đoạn cuối của cái dự án đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông, nhưng cái điểm mấu chốt ở đây là phải có sự kiểm định an toàn thì dự án mới có thể đi vào vận hành thương mại được. Và tất cả mọi vướng mắc mà cái dự án đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông không đưa vào khai thác thương mại là ở cái khâu kiểm định chất lượng. Hay nói một cách khác, đây là một lỗi rất lớn trong quá trình thực hiện cái việc đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông. Cái sai lầm đó là cứ mỗi công đoạn, đặc biệt là khâu lắp đặt thiết bị, thì trách nhiệm của ban quản lý dự án với vai trò là chủ đầu tư cũng như nhà thầu, họ đã không thực hiện việc cung cấp hồ sơ chứng nhận xuất xứ thiết bị cũng như chất lượng của từng công đoạn lắp đặt. Thưa quý vị, có nghĩa là cái dự án đó đầu tư được chia phân khúc nhiều giai đoạn khác nhau, thì rõ ràng một cái mà hai bên đã cam kết trong hợp đồng đó là khi mà nhà thầu hoàn tất những cái công đoạn nào đó thì kèm theo họ phải thực hiện cái việc cung cấp hồ sơ chứng nhận xuất xứ của thiết bị cũng như chất lượng của từng cái công đoạn lắp đặt đã hoàn thành. Nhưng mà rõ ràng phía Việt Nam cũng tòa rập với cái sự quên. Ở đây thưa quý vị, quên tức là trong ngoặc kép, Trung Quốc cố tình quên để cuối cùng trong những cái ngày này thì cái hậu quả của cái việc quên đó như quý vị đã thấy, và nó là một cái điều khiến cho phía Việt Nam bất lực và rất tiếc. Thưa quý vị, cái vấn đề đó lẽ ra chủ đầu tư Việt Nam phải biết rất rõ, vậy mà đến khi cái công ty tư vấn cũng như kiểm định của Pháp nói ra thì ban lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cũng như ban quản lý dự án mới phát hiện ra được một cái lỗ hổng mà lẽ ra họ không được quên. Và một cái điều thưa quý vị, trong khi nhà thầu họ luôn luôn khăng khăng rằng trước đây ban quản lý dự án về phía Việt Nam
ta không chịu đề cập đến cái việc đối tác Trung Quốc phải có trách nhiệm cung cấp đủ hồ sơ chứng nhận xuất xứ, nên nhà thầu Trung Quốc từ chối và họ cho rằng đến bây giờ họ không có khả năng để cung cấp được. Tất nhiên thưa quý vị, chỉ làm một cái nhà cấp 4 thì người ta cũng phải có các cái tài liệu để chứng minh chất lượng. Vậy mà cả mấy cái ủng trực đầu tư tới gần 1 tỷ đô la mà cuối cùng nhà thầu Trung Quốc cãi trắng là bây giờ họ gặp khó khăn trong cái việc cung cấp hồ sơ chứng nhận xuất xứ cũng như chất lượng của công trình. Và theo tiến sĩ Nguyễn Xuân Thành khẳng định, đây là một cái lý lẽ ngụy biện một cách chủ ý của phía nhà thầu Trung Quốc. Vì theo đó, trách nhiệm của nhà thầu Trung Quốc khi lắp đặt thiết bị thì họ phải có các giấy tờ chứng nhận xuất xứ của các cái thiết bị đưa vào đầu tư. Và cuối cùng thưa quý vị, cứ ông Trung Quốc thì nói gà, bà Việt Nam thì nói vịt, cuối cùng cái câu chuyện hoàn công cũng như kiểm nghiệm chất lượng đầu tư của cái công trình đường sắt Hà Đông cứ kéo cò mãi. Và hiện nay cái tình trạng dự án gần như đã hoàn thành, chỉ còn chế về cái mặt thủ tục đó, mà cái điều đó không vượt qua được thì cái đường sắt Cát Linh Hà Đông sẽ không biết bao giờ mới đi vào vận hành. Và điều đó đã khiến cho dư luận xã hội hết sức bất bình. Và một cái điều rõ ràng quý vị cần phải hiểu rằng, Trung Quốc thì đơn phương đòi cái số lượng, cái khối lượng công trình họ đã hoàn thành với cái giá trị 50 triệu đô. Nhưng mà nhà thầu, cái nhà đầu tư Việt Nam thì yêu cầu họ phải cung cấp đầy đủ các cái hồ sơ chứng nhận xuất xứ. Phải có điều kiện đó thì mới thanh toán tiếp cho 50 triệu đô. Và quý vị đã biết hiện nay Việt Nam đã thanh toán cho Trung Quốc hơn 80% giá trị của hợp đồng. Một cái điều nguy hiểm thưa quý vị, theo báo Thanh Niên đã thẳng thắn cho biết dự án Cát Linh Hà Đông, tại sao lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải biết lỗ xong họ vẫn cố làm. Theo báo Thanh Niên cho biết, ngay từ tháng 10 năm 2008, Bộ Giao thông Vận tải đã có quyết định giao cho Ban Quản lý Dự án Đường sắt làm chủ đầu tư và nhà đầu tư tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật cùng như dự đoán công trình, đó là Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải. Nhưng mà sau này, theo đánh giá của Kiểm toán Nhà nước, thì trong quá trình xét thầu, chủ đầu tư cũng như tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ thầu, họ chưa làm rõ năng lực kinh nghiệm của tổng thầu. Và cuối cùng người ta mới phát hiện ra tổng thầu, đó là công ty hữu hạn của tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc, là một cái đơn vị chưa hề có kinh nghiệm làm tổng thầu cái dự án EPC. Đặc biệt cái đơn vị tổng thầu này, họ không có kinh nghiệm làm dự án đường sắt đô thị cũng như cái việc triển khai dự án như ở Việt Nam. Mặt khác, tổng thầu Trung Quốc được biết cũng không thực hiện đúng cam kết về tiến độ, thậm chí họ thiếu kinh nghiệm trong thiết kế, và đó chính là tác nhân chính dẫn đến cái chậm án tiến độ hơn 8 năm. Và sau nhiều lần giải quyết các cái tồn đọng, cái công trình đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông một cái lần được cho là gần như hoàn thiện nhất, đó là năm 2015 họ hứa sẽ đưa vào khai thác sử dụng. Nhưng rõ ràng cho đến nay sau 6 năm thì công trình đó vẫn phủ bạt. Một cái điều đặc biệt nguy hiểm đó là sự sơ hở của phía Việt Nam trong cái việc quy định cũng như chế tài xử lý đối với hợp đồng EPC. Và đó là lý do vì sao trong cái công trình đầu tư này thì phía Việt Nam không thể xử phạt dù tổng thầu, tức nhà đầu tư Trung Quốc đã nhiều lần vi phạm cam kết. Chưa hết thưa quý vị, Cục Đường sắt Việt Nam khi ấy cũng như nhà thầu Trung Quốc đã có những cái khuất tất trong cái việc thương thảo ký hợp đồng với một cái giá hợp đồng tạm tính không phù hợp với quy định tại quyết định số 1183 quyết định của Bộ Giao thông Vận tải cũng như luật đầu tư. Và sau này thì Bộ Giao thông Vận tải là cái cơ quan chủ đầu tư của dự án thừa nhận cái việc họ giao cho Cục Đường sắt Việt Nam làm chủ đầu tư, họ không căn cứ vào cái khả năng kỹ thuật cũng như cái việc kinh nghiệm chuyên môn. Đặc biệt Cục Đường sắt Việt Nam rất thiếu nhân lực. Và một cái điều nguy hiểm hơn thưa quý vị, chủ đầu tư thậm chí không tổ chức một cái cuộc thi tuyển thiết kế kiến trúc theo quy định tại điều 26 của nghị định 16 của chính phủ.
Đó là lý do vẫn theo chuyên gia kinh tế ông Nguyễn Xuân Thành cho rằng Bộ Giao thông Vận tải trong khi công trình đầu tư của Trung Quốc, cụ thể là đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông nói liền hay các cái công trình đầu tư của Trung Quốc ở các cái lĩnh vực khác, thì họ thường vin vào cớ đây không phải là lỗi của cá nhân Bộ Giao thông Vận tải, mà họ thấy rằng họ đã buộc phải thực hiện các cái thỏa thuận giữa hai chính phủ với sức ép của các cái lãnh đạo cấp cao. Sau đó được phép họ đã tham gia vào các khâu dự án cho đến khi tên họ được đưa vào hiệp định đầu tư giữa hai chính phủ trước khi có quyết định đầu tư. Đó là lỗi của bộ máy quản lý trong quá trình thực hiện. Và theo tiến sĩ Nguyễn Xuân Thành cho rằng việc Bộ Giao thông Vận tải giao cho một cái ban quản lý dự án thuộc Cục Đường sắt Việt Nam là một điều không đúng, vì cục này thiếu kinh nghiệm và sau đó phải chuyển cái quản lý dự án cái công trình đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông trở về Bộ Giao thông Vận tải. Và đó chính là lý do vì sao lãnh đạo ban quản lý dự án đường sắt Cát Linh đô thị Hà Đông thời ở Cục Đường sắt Việt Nam đã nhiều lần bị thay đổi. Thậm chí rất nhiều lãnh đạo đã dính vào những vụ án tham nhũng của dự án, có những người bị giáng chức khi tai nạn thi công xảy ra. Nhưng mà một điều nguy hiểm theo tiến sĩ Nguyễn Xuân Thành cho rằng Bộ Giao thông Vận tải đã cố ý lơi lỏng cho việc quản lý, và chính vì sự yếu kém trong bộ máy quản lý dự án, đó là lý do vì sao tổng thầu Trung Quốc mới tự tung tự tác như vậy. Tổng thầu Trung Quốc đã chia nhỏ cái phần công tác xây lắp cho nhiều nhà thầu phụ và dẫn đến cái điều chồng chéo trong thi công, cũng như mâu thuẫn giữa các cái nhà thầu phụ với nhau, với tổng thầu cũng vậy. Nhưng mà Bộ Giao thông Vận tải với tư cách là chủ đầu tư không có ý kiến can thiệp ngay thời điểm đó, và đó cũng chính là lý do cái việc giám sát cũng như kiểm soát tiến độ chất lượng của cái công trình đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông không được thực hiện một cách nghiêm túc. Nhưng mà rõ ràng thưa quý vị, dư luận xã hội cho rằng lý do rất dễ hiểu, đó là tiền chung chi của nhà đầu tư Trung Quốc từ 2 đến 30% tổng dự án cho các cái quan chức quản lý dự án cũng như lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, thậm chí các cái quan chức ở cấp cao hơn. Họ đã chung chi hết và cái tiền đó đã được chia chác và tiêu hết. Và một cái điều đặc biệt rõ ràng, những cái giới chức ở Bộ Giao thông Vận tải cho chúng tôi biết rằng cái thế hệ đầu tiên tham dự vào việc ký kết hợp đồng đó là cái thế hệ cán bộ đã đến tuổi về hưu từ vài ba năm nay, và tiền thì họ đã tiêu và chỉ có thiệt hại thì trao trả cho nhà nước. Mà nhà nước ở đây thưa quý vị đó chính là các quý vị, vì cái dự án đầu tư này thanh toán với cái số tiền trên 800 triệu gần 900 triệu đô la Mỹ, hoàn toàn từ các đồng tiền thuế đóng góp của mỗi người dân Việt Nam. Và đó chính là lý do vì sao cái đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông hiện nay không khai thác được, cũng vì một cái lý do, đó là các quan chức Việt Nam đã há miệng và mắc quài. Thậm chí thưa quý vị, đến khi cái vụ việc đưa cái tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông vào vận hành gặp trục trặc, thì người ta mới phát hiện ra rằng Hà Nội đã trao thầu nhầm cho công ty Trung Quốc vận hành đường sắt Cát Linh Hà Đông. Theo đó, Metro Hà Nội, tức là cái ban quản lý dự án khai thác đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông của thành phố Hà Nội, đã trao cho công ty Metro Bắc Kinh một cái gói thầu tư vấn cũng như hỗ trợ quản lý vận hành khai thác tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông. Theo đó, cái đơn vị trúng thầu vừa kể, tức là công ty Metro Bắc Kinh của Trung Quốc, sẽ hỗ trợ Metro Hà Nội chuẩn bị cái việc thực hiện công tác vận hành cũng như đưa vào khai thác tuyến đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông. Và thưa quý vị, theo một cái kế hoạch, sau khi đường sắt Cát Linh Hà Đông được đánh giá an toàn cũng như đủ điều kiện vận hành, thì Bộ Giao thông Vận tải sẽ bàn giao chính thức cho Hà Nội thông qua cái công ty Metro Hà Nội đưa vào vận hành và khai thác. Nhưng mà rõ ràng thưa quý vị, cái công trình vừa kể sau nhiều lần đã chậm tiến độ, thậm chí nhiều lần đội vốn, vậy mà nó vẫn không đưa được vào sử dụng, vì những cái điều ngoắc nghéo
có những sự tòa rập của ban lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cũng như nhà đầu tư Trung Quốc, kể cả cái việc người ta lựa chọn công ty Metro Bắc Kinh trúng cái gói thầu tư vấn hỗ trợ quản lý đường sắt Cát Linh Hà Đông, mà người ta phát hiện rằng cái công ty này không phải là một công ty con của tổng thầu Trung Quốc, và rõ ràng người ta phát hiện là cái việc đấu thầu để giành quyền quản lý vận hành khai thác trong cái vấn đề tư vấn là hoàn toàn có những cái dấu hiệu bất hợp pháp. Thậm chí sau khi công ty Metro Bắc Kinh của Trung Quốc trúng thầu rồi thì người ta mới phát hiện ra công ty đó không phải là một công ty con của tổng thầu Trung Quốc, mà nó là một đơn vị độc lập gồm nhiều đơn vị liên danh. Và lúc ấy người ta mới ngã người ra là chủ trì cái công trình tổ chức đấu thầu đó lại là thành phố Hà Nội chứ không phải là Bộ Giao thông Vận tải. Đó, thưa quý vị, sờ vào đâu là nó khuất tất đến đấy. Rồi là đến khi tắc nghẽn cái dự án không đưa vào được vào sử dụng thì người ta mới phát hiện ra có những cái sự khuất tất, có những sự tòa rập làm thiệt hại cho nhà nước với cái số tiền khổng lồ. Thưa quý vị, từ những cái điều chúng tôi trình bày ở trên để chúng ta tìm hiểu một cái câu hỏi quan trọng, đó là ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm khi biết cái công trình dự án Cát Linh Hà Đông biết lỗ xong họ vẫn quyết định làm. Và theo các chuyên gia kinh tế khẳng định, cái dự án đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông có chậm tiến độ kéo dài và cũng như có những phần đội vốn tới khoảng 60% của dự án ban đầu. Mà lỗi ở đây thì chủ yếu là do tổng thầu EPC của Trung Quốc. Nhưng mà để xảy ra nhiều sai sót trong thẩm định đấu thầu, thậm chí trong việc phê duyệt điều chỉnh cũng như thanh toán từ nhà thầu Trung Quốc thì trách nhiệm chính của Bộ Giao thông Vận tải. Và người ta khẳng định Bộ Giao thông Vận tải là chủ đầu tư của dự án đã nhiều lần vượt thẩm quyền của họ. Có nghĩa là họ đã tạo điều kiện cho nhà thầu Trung Quốc được hưởng lợi và mang dẫn tới những cái điều thua thiệt cho phía Việt Nam. Cụ thể, theo kết luận của Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết, Bộ Giao thông Vận tải đã được giao làm chủ đầu tư của cái dự án Cát Linh Hà Đông. Và Cục Đường sắt Việt Nam được Bộ Giao thông Vận tải giao làm chủ đầu tư từ tháng 7 năm 2014 là không đúng với quy định. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt hình thức quản lý dự án dưới hình thức chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án là hoàn toàn chưa phù hợp với Nghị định số 16/2005 Nghị định Chính phủ, do chủ đầu tư, tức là cái nhà đầu tư của Cục Đường sắt Việt Nam, chưa có đủ kinh nghiệm. Đồng thời, chủ đầu tư đã không thực hiện nghiêm ngặt các cái quy định trong Nghị định 16. Thậm chí Bộ Giao thông Vận tải đã tự ý cho phép Ban Quản lý Dự án Đường sắt giao cho Tổng thầu EPC của Trung Quốc được quyền phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tư vấn giám sát phê duyệt, thiết kế bản vẽ thi công trong cái giai đoạn từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 8 năm 2016 là vượt thẩm quyền. Đáng chú ý là cái thiết kế kỹ thuật của dự án không phù hợp và nó đã dẫn đến phải điều chỉnh ở các mét thiết kế và bổ sung các cái hạng mục công trình. Đó là việc điều chỉnh đóng cọc khoan nhồi ở hạng mục nhà điều hành trung tâm, điều chỉnh cọc ở hạng mục xử lý nền đất yếu, tuyến ra vào, và nó đã làm phát sinh thêm rất nhiều chi phí. Đặc biệt về công tác lựa chọn nhà thầu, thì Kiểm toán Nhà nước đã đánh giá Bộ Giao thông Vận tải khi ấy đã phê duyệt kế hoạch đầu tư gói thầu tư vấn theo hình thức đấu thầu rộng rãi giữa các nhà thầu Trung Quốc. Nhưng một cái điều nguy hiểm đó là Cục Đường sắt Việt Nam khi tiến hành tổ chức đấu thầu cũng như phê duyệt trúng thầu trước khi được phép của chính phủ cho phép sử dụng nguồn vốn vay của Trung Quốc để họ thanh toán gói thầu này, và điều đó chưa đúng quy định của luật đấu thầu. Thưa quý vị, đó, tôi nói cái điều đó để quý vị thấy rằng vì cái tiền lãi quả với cái số lượng từ 20 đến 30% bằng tiền mặt mà các cơ quan chức Việt Nam phụ trách cái việc đầu tư cho cái công trình đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông, họ đã vượt mặt cả chính phủ trong cái việc phê duyệt về tổng dự án, mà người ta còn vượt mặt chính phủ khi họ cho phép
sử dụng nguồn vốn vay từ Trung Quốc để thanh toán cho cái gói thầu này. Vậy ai sẽ phải chịu trách nhiệm chính ở trong cái sự lỗ lã của cái dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông? Thưa quý vị, theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước, công tác quản lý của Bộ Giao thông Vận tải khiến cho chi phí đầu tư có nhiều tồn tại, dẫn đến nó sai lệch về khối lượng cũng như đơn giá thanh toán cho phía Trung Quốc, mà điều đó nó gây bất lợi cho phía Việt Nam. Đồng thời, Kiểm toán Nhà nước đã đề nghị Bộ Giao thông Vận tải phải tổ chức kiểm điểm xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân đã để ra xảy ra các cái sai sót khi mà phê duyệt các cái hạng mục xây lắp bổ sung cũng như ký phụ lục hợp đồng, và người ta nghi vấn cái số tiền mà ban quản lý dự án đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông bổ sung cho nhà thầu Trung Quốc 24,07 triệu đô la Mỹ là những cái điều hoàn toàn không có cơ sở pháp lý. Đồng thời, Kiểm toán Nhà nước cũng đề nghị phải làm rõ trách nhiệm liên quan tới cái việc phê duyệt điều chỉnh dự án tổng mức đầu tư của dự án này từ 8.769,97 tỷ đồng lên hơn gấp đôi, tức là 18.001,59 tỷ đồng, có nghĩa là nó vượt tới hơn 10.000 tỷ đồng, mà cái điều này lại không được báo cáo với Thủ tướng Chính phủ xem xét, cũng như Bộ Giao thông Vận tải đã không xin chủ trương của Quốc hội về điều chỉnh dự án đầu tư. Thưa quý vị, thất thoát lỗ lã tạo điều kiện cho nhà thầu Trung Quốc như vậy, mà tại sao cái dự án đô thị đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông không bị điều tra và xử lý về cái vấn đề tham nhũng, và người ta cũng chưa từng thấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong vai trò là trưởng ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng đề cập tới những cái sai phạm của cái dự án này, đặc biệt là của lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải? Thưa quý vị, cái câu chuyện đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông được cho là một cái câu chuyện dài và chưa biết bao giờ nó mới có hồi kết. Và rõ ràng cái sự tác động của cái gọi là các cái phong bì lại quả, nó đã tác động tới các cái quan chức Việt Nam, và điều đó đã biến các cái quan chức quản lý của Việt Nam trở thành những cái đầu sai của nhà đầu tư Trung Quốc. Và người ta đã thực hiện những cái vấn đề gì có lợi cho Trung Quốc nhất, kể cả họ chấp nhận những cái vấn đề lỗ lã của phía Việt Nam về cả vốn đầu tư cũng như chất lượng của công trình. Và các cái lãnh đạo của Việt Nam trong cái việc quản lý công trình Cát Linh Hà Đông, họ luôn luôn vin vào cái cớ buộc phải giao cho nhà thầu Trung Quốc vì chi phí của cái công trình đó là Trung Quốc cho vay. Và đó là lý do ban đầu tổng vốn đầu tư chỉ có 550 triệu Mỹ kim. Nhưng mà làm được nửa chừng thì nhà thầu Trung Quốc tự ý dừng thi công và đòi Việt Nam phải trả thêm tiền. Và như chúng tôi đã nói với quý vị, Việt Nam ở cái thế gạo đã nấu thành cơm, có nghĩa là Việt Nam đã ở thế kẻ trèo trên lưng cọp. Khi mà Trung Quốc hỏi yêu cầu tăng vốn thì Việt Nam lại chấp nhận đề nghị Trung Quốc cho vay thêm 840 triệu đô la Mỹ. Và cái suất đầu tư đó đã nhanh chóng tăng từ 550 triệu lên 890 triệu. Vậy mà thưa quý vị, cái tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông đến nay vẫn chưa được đưa vào sử dụng vì đủ muôn ngàn lý do, đủ loại sự cố mà phía nhà đầu tư Trung Quốc viện dẫn. Mà một cái điều đau lòng, nếu quý vị biết rằng cái số 890 triệu Mỹ kim mà Việt Nam bỏ ra để đầu tư thì trong 12 năm qua nó không những không sinh lợi mà cái số tiền đó còn sinh lãi. Đó là lý do năm 2018 phía chính phủ Việt Nam đã thừa nhận vào lúc đó mỗi ngày cái khoản tiền lãi mà Việt Nam phải trả cho Trung Quốc để vay với cái mục đích thực hiện công trình tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông, mỗi ngày bình quân trả lãi cho Trung Quốc 1 tỷ đồng. Điều đó nó cho thấy thật ra thiệt hại không phải chỉ ở nằm ở cái tổng số nợ Việt Nam đối với Trung Quốc là 890 triệu đô la Mỹ, mà khoản tiền lãi 1 tỷ một ngày nó mới là cái vấn đề lớn, và nó mới là nguyên nhân của mọi nguyên nhân khiến Trung Quốc cứ kéo dài thời gian không đưa vào vận hành. Và điều đó thưa quý vị thấy 1 ngày 1 tỷ
nếu tính đúng và tính đủ thì thiệt hại của Việt Nam trong cái công trình đầu tư đường sắt Cát Linh Hà Đông không chỉ nó dẫn tới cái vấn đề giao thông tắc nghẽn mà nó còn ảnh hưởng tới ngân sách của nhà nước, trong lúc ở Việt Nam nhà nước phải thắt lưng buộc bụng cắt giảm các cái khoản chi phí cho an sinh xã hội, đầu tư cho những dự án hỗ trợ phát triển. Và chắc chắn Trung Quốc không những thu lợi một ngày 1 tỷ đồng tiền lãi, mà Trung Quốc còn được một cái người ta mong muốn cao hơn, đó là số lượng người Việt Nam bị mắc bệnh có thể tăng gấp trăm lần so với hiện nay. Thưa quý vị, đặc biệt là cái vấn đề chất lượng đáng báo động. Đó là lý do vì sao cuối năm 2020, theo thông báo của Metro Hà Nội cho biết họ đã chạy thử được 5.700 lượt trên tuyến Metro Cát Linh Hà Đông và tổng quãng đường khoảng 70.000 cây số vận hành. Nhưng mà ban lãnh đạo của Metro Hà Nội vẫn không dám quyết định trong cái vấn đề đưa cái đường sắt Cát Linh Hà Đông vào khai thác thương mại, bởi họ lo lắng chất lượng thực sự không yên tâm. Và một cái điều người ta nghi ngại đó là tại sao chính phủ Việt Nam, kể cả quốc hội cũng như ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, đã mượn tiền của bạn để đầu tư và cuối cùng cái đơn vị đưa vào vận hành sử dụng cũng như tư vấn về mặt kỹ thuật cũng là nhà thầu của Trung Quốc, thì liệu cái vấn đề cái đơn vị tư vấn đó họ quyết định có đảm bảo chất lượng hay không khi đưa cái tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông vào vận hành? Vậy mà thưa quý vị, chẳng đó phía Việt Nam tiếp tục chọn Metro Bắc Kinh, bất kể người dân Hà Nội nói riêng cũng như người dân Việt Nam nói chung nghĩ gì muốn gì. Khi mà Hùng Ba, đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội, vào giữa năm 2020 đã khẳng định tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông nó không chỉ là một cái dự án thương mại đơn thuần mà nó là một biểu tượng cho cái tình hữu nghị Việt Nam Trung Quốc. Đó là lý do dư luận xã hội cho rằng cái hữu nghị Việt Nam Trung Quốc nó lại tệ hại đến mức đó hay sao? Nói tóm lại thưa quý vị, kể từ năm 2018 khi mà chính quyền Hà Nội quyết định vay vốn của Trung Cộng để đầu tư cho cái dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông, thì khi đó người ta biết chắc chắn rằng Trung Quốc sẽ đội vốn. Đặc biệt người ta thừa hiểu chất lượng cái vốn ODA của Trung Quốc nó khác xa vốn ODA của Nhật Bản, bởi cái vốn ODA của Trung Quốc bao giờ cũng gắn chặt với các áp lực chính trị, còn những cái vốn vay ODA của Nhật Bản nó thuần về vấn đề kinh tế. Và nếu như sử dụng cái vốn ODA của Nhật Bản thì Việt Nam toàn quyền có thể lựa chọn tổng thầu. Nếu nhà thầu nào mà không đáp ứng các điều kiện về năng lực cũng như về chất lượng thì Việt Nam sẵn sàng từ chối. Nhưng mà sử dụng vốn của Trung Quốc thì một trong yêu cầu của họ là nhà thầu, hay cụ thể là tổng thầu, phải là tổng thầu của Trung Quốc. Và đó là lý do vì sao trên thực tế tổng thầu là công ty hữu hạn tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc, một cái đơn vị không có kinh nghiệm làm tổng thầu EPC. Đặc biệt họ không có kinh nghiệm làm dự án đường sắt đô thị như chúng tôi đã nói ở phần đầu bài nói. Vậy mà tổng thầu Trung Quốc trong quá trình thực hiện họ không thực hiện đúng cam kết về tiến độ do thiếu kinh nghiệm và thiết kế. Và đó là lý do dự án đã bị đội vốn lên đến 160% và vỡ tiến độ 10 lần, với tổng cộng vượt thời hạn tới 8 năm. Nhưng mà phía Việt Nam hiện nay vẫn bất lực, không có một biện pháp nào để có thể chế tài nhà thầu Trung Quốc. Tại sao lại có cái tình trạng như vậy? Thưa quý vị, câu trả lời rõ ràng là vì một cái áp lực chính trị thì phía Việt Nam không dám xử phạt nhà thầu, và nắm được cái thóp này nên phía Trung Quốc cứ lì lợm, họ cứ lần lỡ, thậm chí là trả đạp cam kết trong hợp đồng hết lần này đến lần khác để họ tìm cách moi tiền từ phía Việt Nam. Và đơn giản nhất là cứ mỗi ngày Việt Nam phải trả Trung Quốc 1 tỷ tiền lãi vốn đầu tư. Thưa quý vị, đó, chúng tôi muốn nói những điều đó để quý vị thấy rằng cuộc chơi với Trung Quốc trong vấn đề lĩnh vực đầu tư kinh tế là một cái điều người ta cho rằng đó là các cái bẫy nợ mà Trung Quốc dương ra đối với Việt Nam nói riêng và các cái quốc là nghèo thiếu vốn muốn đầu tư.
Nhưng mà ở Việt Nam nó có một cái điều tệ hại, đó là dù rằng nhà đầu tư Trung Quốc áp đặt mọi điều phi lý thì phía Việt Nam luôn luôn sẵn sàng gật đầu. Thậm chí có những cái bằng chứng cho thấy họ đã tòa đặt giữa nhà thầu Trung Quốc cũng như đơn vị quản lý Việt Nam để rồi mang những cái lợi nhuận chia chác lẫn nhau. Và nước tàu thì luôn luôn có lợi và Việt Nam thì luôn luôn thiệt hại. Vậy mà các cái quan chức quản lý người ta sẵn sàng làm mọi điều để tư lợi cho cá nhân họ. Chúng tôi nói những cái điều đó thưa quý vị vì sau đợt 13, một cái vị tân thủ tướng được cho là ông Phạm Minh Chính, một cái nhân vật thân Trung Quốc, và nếu như ông Phạm Minh Chính không ý thức được cái điều mà chắc chắn ông Phạm Minh Chính hiểu rất rõ, thậm chí hiểu rất kỹ. Nhưng mà nếu như vì lợi ích của Trung Quốc mà tân thủ tướng Việt Nam là ông Phạm Minh Chính tiếp tục có những cái quyết định để nhà đầu tư Trung Quốc đầu tư nhiều hơn và mạnh mẽ hơn vào Việt Nam sau đại 13, thì đó là những cái bài học đáng ngại, nó là những cái điều mà cần phải cảnh báo trong cái việc Việt Nam sẽ sập bẫy nợ của Trung Cộng. Và thưa quý vị, rõ ràng đến nay sau đại 13 thì ban lãnh đạo Bắc Kinh họ sẵn sàng lật bài ngửa với Việt Nam. Cụ thể là cái hành động mà Tập Cận Bình chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng như cử Bộ trưởng Bộ Công an sang thăm Việt Nam. Và đó là lý do Trung Cộng muốn khẳng định Việt Nam phải ngả sâu vào lòng Trung Cộng hơn. Và điều đó đã cho thấy những cái quyết định của ban lãnh đạo Trung Quốc vừa qua đã là một cái thách thức đối với cái lý do vì sao ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 vẫn chọn Tổng Cộng là cái đối tác chiến lược của họ. Và rõ ràng ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Hà Nội họ không có quyền lựa chọn. Đúng như vậy, đó là cái vấn đề liên kết chính trị thì hệ quả nó phải như thế. Dựa vào họ thì họ có cái quyền gây sức ép cũng như bắt buộc ban lãnh đạo Hà Nội phải tuân theo các cái ý đồ của họ. Và đó là lý do vì sao mối quan hệ Việt Nam Trung Quốc là một thứ quan hệ chính trị bất bình. Nó đã làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành như cá trong lồng. Và cái vận mệnh của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay đã nằm gọn trong tay của quan thầy Bắc Kinh, và họ chắc chắn sẽ không cựa quậy được nữa. Và đó chính là giá trị của thứ tình bạn 4 tốt 16 chữ vàng, một cái kế thừa của cái tình bạn mùi hở răng lạnh từ trước đến nay. Đó là một cái kết cục đắng ngắt. Và đó chính là lý do vì sao Dương Khiết Trì, cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Cộng trong giai đoạn 2007-2013 hiện nay đang giữ chức vụ Ủy viên Quốc vụ, một cái chức cao cấp trong Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, mới đây đã có một cái bài viết nhắc tới cái vấn đề đường sắt Cát Linh Hà Đông. Theo Dương Khiết Trì, phi cơ chiến hạm của chúng ta làm sao bằng được 90% gói thầu của chúng ta đang khống chế kinh tế của Việt Nam. Hàng hóa thặng dư Made in China đang ở trên thân thể Việt Nam, bàn ăn của dân chúng, bao tử của dân chúng, nhà cầu của dân chúng Việt Nam cũng đều là các sản phẩm từ Trung Quốc, thì không cần đánh Việt Nam cũng phải thua. Nói tóm lại thưa quý vị, lâu nay nền kinh tế của Việt Nam đã tồn tại dựa trên cái nền tảng của nền kinh tế Trung Quốc, đó là một cái điều không cần bàn cãi. Và kinh tế Trung Quốc nó đã bơm vào cái nền kinh tế Việt Nam một cái dòng máu. Và cái con số tăng trưởng trong cái giai đoạn năm 2020 giữa cái đại dịch Covid-19 với cái chỉ số 2,91% là một cái hệ quả nền kinh tế Việt Nam được hưởng lợi từ Trung Quốc, do Trung Quốc tuồn hàng vào Việt Nam để xuất đi các nước khác, chứ không phải là một cái sự tự lực của nền kinh tế Việt Nam. Chúng tôi nói ra những điều đó để quý vị thấy rằng cơ thể của nền kinh tế Việt Nam hiện nay vẫn tồn tại và được đánh giá là tăng trưởng, nhưng thực chất nó là cái sự nuôi dưỡng của quan thầy Trung Quốc. Và nếu như quan thầy ở Bắc Kinh họ cắt cái đường tiêm máu đó thì kinh tế Việt Nam sẽ chết bất kỳ lúc nào. Theo thống kê gần đây được cái báo VN Economy, năm 2020 tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Trung Cộng lên tới 133,09 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,8% so với năm 2019.
và nền kinh tế cũng chỉ tăng có 2,91%, nhưng trao đổi buôn bán giữa Việt Nam và Trung Quốc tăng tới 13,8%. Điều đó nó khẳng định nền kinh tế Việt Nam càng yếu đi thì nó càng phụ thuộc vào Trung Cộng mà thôi. Thậm chí kể cả việc Trung Cộng đã mở cửa để hàng xuất khẩu của Việt Nam tràn vào Trung Quốc nhiều hơn, cụ thể tới 48,9 tỷ đô la, tăng tới 17,9% so với năm 2019. Và chắc chắn điều đó có được phải do cái yêu cầu từ phía Hà Nội và được Trung Quốc dâng tay ra cứu. Đó là lý do giới phân tích cho rằng, giá như quý vị hãy tưởng tượng nếu không có cái đợt tiếp máu của Trung Cộng trong năm 2020 thì nền kinh tế Việt Nam sẽ ra sao? Với một cái bộ máy lãnh đạo vô tư mà hầu hết là các nhân vật thân Trung Quốc, là một cái câu trả lời để quý vị thấy rằng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sau một năm chấp nhận để Trung Quốc truyền máu cho nền kinh tế Việt Nam để cứu đảng, và ông Phúc đã nhận được một cái suất đặc biệt theo sự bật đèn xanh của ban lãnh đạo Bắc Kinh. Nhưng mà rõ ràng cái phần thưởng của ban lãnh đạo Trung Quốc cho Nguyễn Xuân Phúc ở cái ghế chủ tịch nước chỉ là một chiếc ghế hữu danh vô thực, chứ chắc chắn không bao giờ Bắc Kinh cho phép Nguyễn Xuân Phúc được ngồi lại chiếc ghế thủ tướng, chứ đừng nói là chiếc ghế tổng bí thư. Và điều đó đã cho thấy mỗi lần Trung Cộng giải cứu về kinh tế cũng như chính trị đối với Việt Nam thì cái phe thân Trung Quốc trong đảng nói riêng hay ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung sẽ có một chính sức mạnh lấn áp phe còn lại. Và đó được cho là nó là một chiến thuật như con mồi vào rọ. Với cái sự mở cửa giải cứu kinh tế, nó sẽ đi kèm các cái điều kiện chính trị là như thế. Và chắc chắn nếu không có sự tỉnh táo của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam sau đội 13 thì đến lúc Trung Cộng sẽ đưa con mồi Việt Nam nằm gọn trong rọ của nó, và đó chính là cái bẫy nợ, và Việt Nam sẽ phải trả nợ bằng đất đai, tài sản cũng như chủ quyền của đất nước. Điều đó có nghĩa là kẻ đặt bẫy tức ban lãnh đạo Trung Nam Hải, họ muốn cho ban lãnh đạo Việt Nam, kể cả dân tộc Việt Nam và mỗi người như quý vị, sống thì được sống, chết thì phải chết. Xin quý vị phải hiểu rõ cái vấn đề như vậy, vì quan hệ Việt Nam-Trung Quốc nó không đơn giản như quý vị nghĩ mà thôi. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn quý vị đã chú ý tới phút cuối và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã cổ suý cũng như chia sẻ các tin tức của KTV và giới thiệu đến nhiều người nhiều giới ở Việt Nam. Đề nghị quý vị có những cái vấn đề quý vị quan tâm về văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội trong và ngoài nước, quý vị hãy nêu ý kiến với chúng tôi và chúng tôi sẵn sàng có các cái bài bình luận để đáp ứng nhu cầu của quý vị. Và đề nghị quý vị đăng ký cái kênh Việt Thành KTV trên mạng xã hội Facebook để có thể trao đổi trực tiếp, đặt các cái câu hỏi và chúng tôi sẽ mau chóng trả lời quý vị. Một lần nữa, Việt Thành cùng toàn thể ban biên tập xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào, tạm biệt. Bye bye quý vị.